Nam tài tử xứ Hàn bị tố bắt cá năm tay, ngoại tình với hai phụ nữ có chồng và một sao nữ top đầu. Nhân vật chính của vụ việc động trời này chính là Choi Jung-won, 41 tuổi, nam diễn viên bị tố qua lại với tận 5 người phụ nữ cùng lúc. Cụ thể, gian díu với hai người phụ nữ có chồng, trong đó cô A là người chị thân thiết. Hẹn hò cô B suốt 4 năm, qua lại với sao nữ hàng top gọi tắt là C thuộc nhóm nhạc nữ nổi tiếng K-pop, hoạt động cùng thời với Choi. Hẹn hò thêm với D và lợi dụng cô gái này để vòi tiền trả phí du lịch đi Mỹ với C. Và ngày 6 tháng 2 vừa qua, chồng của A đã lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của vợ mình với nam diễn viên họ Choi từ tận tháng 5 năm ngoái. Đáp lại cáo buộc, Choi phủ nhận kiên quyết. Tôi chỉ đi ăn với người chị thân thiết từ nhỏ thôi mà, tôi gặp chị cũng là để hỏi thăm sức khỏe thôi. Phía Choi còn khởi kiện chồng của A vì tội phỉ báng. Trước vụ việc ở Mỹ, cô A khẳng định chồng mình bóp méo nhiều thông tin, phủ nhận cáo buộc ngoại tình với tài tử Choi Jung-won và tố chồng bạo hành. Theo A, cô chỉ gặp gỡ và đi ăn với Choi 3 lần, trong đó có một lần nam diễn viên này đến nhà cô để đi vệ sinh nhờ và nhanh chóng ra về. B, một cô gái từng qua lại với Choi suốt 4 năm đứng lên tố cáo nam diễn viên này. Choi Jung-won qua lại với nhiều cô gái là có mục đích cả đấy. Còn cô D đã tình cờ phát giác mối quan hệ giữa Choi và sao nữ C sau khi phải chi tiền cho chính chuyến du lịch đi Mỹ của hai người này. Cả ba nhân vật này thậm chí đã gặp mặt đối chất, và tại đây sao nữ C cảm thấy vô cùng hối hận và đã tự trả lại các khoản chi cho chuyến du lịch ở Mỹ trước đó cho D. Truyền thông Hàn gọi đây là scandal tình ái kiểu bạch tuộc vì hành động qua lại với tận 5 người phụ nữ của Choi Jung-won. Trước đó trong một bài phỏng vấn, Choi khẳng định không bao giờ qua lại với nhiều người phụ nữ cùng lúc. Điều này càng khiến công chúng thêm phẫn nộ, chỉ trích dữ dội thái độ giả dối của Choi.